cho thảm xíu xíu này cả nhà, cho mọi người đó, cho một cái tí đó mọi người. Mọi người phát cho một cái có mặt là được lại lấy một cái. Một năm chỉ có một lần thôi cả nhà, một năm mới tổ chức có một lần duy nhất, một lần là một ngày duy nhất thôi, không có ngày thứ hai cả nhà. Thành phố tổ chức cái ngày thả diều, gọi là ngày diều, gọi là ngày hội thả diều mọi người. Mình đến đây thì họ sẽ phát diều cho mình, không có cần phải mang diều theo đâu, họ phát. Đây là họ tổ chức cho những em bé và những ai có tham gia, họ phát diều cho chơi cho nó vui, giống như một cái phong trào của họ vậy đó. Nhưng một năm họ tổ chức có một lần duy nhất thôi. Hôm nay mình mời cả nhà đi thả diều cùng hai bạn nhỏ nhà mình nha. Diều ở đây thì mình chỉ tới xong rồi họ sẽ phát cho mình mỗi người một cái để mình thả diều mọi người, chứ mình không có mang tới. Có ai tới thì họ đưa cho, không cần giấy tờ gì đâu. Thì mình lấy ba cái diều mọi người. Thì họ chỉ tổ chức có một lần duy nhất thôi, và để cho những người dân ở thành phố mình á, họ tham gia, họ dắt con nít tới đây họ chơi như một cái phong trào vậy đó. Như mấy tiếng đồng hồ thôi, cho em bé nó chơi, cho mấy bạn nhỏ chơi. Còn cha mẹ thì dắt em bé tới đây ngồi trải đồ ra rồi ngồi chơi vậy đó, ngồi ngắm con thả diều. Ở đây là một cái sân trường, họ tổ chức ngày diều cho tất cả thành phố mình. Start by saying your first name and spelling it.
thả dù mọi người, thả dù mà dù nóng lên gió quá chân người thả không được, dù nóng bay quăng mỹ lắc cái tay dài bung ra bung ra chứ đó lên đó đó là lên sao nó có ủi xuống dưới vậy nó vướng nó vướng cái gì nhiều nó không lên ở sao xuống thôi tiếp theo nha. Mỗi bạn tới họ phát cho anh cái con diều, diều họ mang tới họ chấp một đống vậy đó, ai thích thì lấy, họ chọn cái nào thì họ cho cái đó. Diều chút chút không mọi người, nó bay tí nó không có bay lớn đâu. Thôi mình tạm biệt cả nhà luôn, mình bye bye. Hôm nay thể thấy diều vui không? Lúc nãy con phỏng vấn con nói chuyện với ai vậy? Hả? Cô hỏi gì? Cô hỏi đó, phải cái event là vui hay không á. Vậy hả? Con đi chơi cái vui hay không hả? Dạ. Con thay trả lời con sao? Nói dạ. Vui hả? Dạ. Con có nói nhiều không? Cô hỏi nhiều không? Cô hỏi giống như 3 questions. À, 3 questions. Con hỏi, con nói mà lúc đó mẹ không có nghe gì hết trơn. Cái mít nó bỏ trong giỏ. Ôi, tạm biệt cả nhà nha, hẹn gặp lại cả nhà với video tiếp theo. Một ngày diều duy nhất. Hẹn gặp lại năm sau, ngày diều năm sau nha cả nhà. Sao cứ guốc nó bay tùm lum vậy? Hẹn gặp lại ngày diều năm sau nha mọi người. Bye bye. Hẹn gặp lại cả nhà ngày diều năm sau. Cho các bạn nhỏ đi thả diều. Bye bye cả nhà luôn. Giờ lên xe nha mọi người. Hai bạn lên xe nào. Bye bye. Ôi, tạm biệt cả nhà luôn nha. Hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo. Bye bye.